Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Bài thuốc dân gian điều trị bệnh viêm phổi hiệu quả. Viêm phổi là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là vào những ngày mùa đông lạnh. Ngoài việc sử dụng thuốc bổ phổi ra, thì các bài thuốc dân gian điều trị bệnh viêm phổi cũng mang lại hiệu quả điều trị rất là tốt. Và mình xin chia sẻ với các bạn những cái bài thuốc đó nha các bạn. Thứ nhất là chữa viêm phổi bằng hạt lanh, hạt mè và mật ong. Nguyên liệu cho bài thuốc chữa viêm phổi này cần có 1 muỗng hạt lanh, 1 muỗng hạt mè và 1 muỗng mật ong trộn đều với nhau rồi uống. Mỗi ngày bạn uống hỗn hợp trên 2 lần để kết quả đạt được tốt nhất. Theo các chuyên gia, trong hạt mè, hạt lanh có những chất có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, lông đờm. Mật ong có tác dụng chống vi khuẩn, virus nên có hiệu quả tốt với những người bị viêm phổi. Chữa viêm phổi bằng lá húng quế. Với bài thuốc này, bạn hãy lấy vài lá húng quế, nghiền nát cho vào cốc nước nóng. Sau đó cho thêm một chút hạt tiêu đen vào cốc và uống. Húng quế có khả năng sát trùng, diệt vi khuẩn, kháng khuẩn mạnh, nên mỗi ngày bạn uống hỗn hợp 2 lần sẽ cải thiện đáng kể cho căn bệnh viêm phổi bạn đang mắc phải. Theo y học hiện đại thì lá húng quế còn có tác dụng chống ho, làm lông đờm và điều chỉnh khả năng miễn dịch, đáp ứng tốt với việc triệu chứng của một số bệnh đường hô hấp như là ho, hen phế quản. Và các hợp chất như là camphi và eranon rất là dồi dào trong tinh dầu của húng quế, giúp làm giảm cái tình trạng bị sung huyết và đồng thời còn có khả năng chống nấm và kháng khuẩn, giúp ức chế các tình trạng nhiễm khuẩn liên quan những rắc rối ở đường hô hấp. Hàm lượng chất oxy hóa dồi dào có trong húng quế hỗ trợ ngăn cản quá trình bị ung thư vú và ung thư vòng miệng, và hợp chất đó có trong dược liệu sẽ tấn công mạnh các mạch máu nuôi sống khối u. Và cách dùng và liều lượng thì chúng ta dùng cái liều lượng được khuyến cáo cho lá tươi là khoảng 20 gram một ngày, còn với hạt thì chúng ta dùng 6 đến 12 gram một ngày. Tuy nhiên trong những cái trường hợp cụ thể thì có thể điều chỉnh liều lượng cho phù hợp, và nhất là khi mà dùng chung với các vị thuốc khác. Và lưu ý khi mà chúng ta sử dụng húng quế á, thì nếu mà chúng ta ăn quá nhiều húng quế thì chúng ta sẽ dẫn đến cái tình trạng quá liều, và đây là cái điều mà khiến cho cơ thể bị ngộ độc với các triệu chứng thở gấp và nước tiểu lẫn máu. Do đó thì chúng ta không nên sử dụng cái liều lượng nhiều nha các bạn, dùng theo đúng liều lượng ha, không nên sử dụng quá nhiều. Thứ ba là chữa viêm phổi bằng lá bạc hà. Thì nguyên liệu để cần chuẩn bị gồm có 6 đến 7 lá bạc hà tươi, một thìa mật ong. Cách chế biến, bạn lấy lá bạc hà tươi rửa sạch, sau đó dùng chày giã nát và lọc lấy 10ml nước cốt. Tiếp tục trộn thêm một thìa mật ong vào nước cốt lá bạc hà và uống. Mỗi ngày bạn có thể uống 4 lần cái hỗn hợp này và bệnh viêm phổi của bạn đang mắc phải sẽ khỏi rất là nhanh. Theo đông y thì bạc hà có vị cay, mùi thơm, tính mát, không có độc, có tác dụng tán phong nhiệt, làm ra mồ hôi, giải độc cơ thể, chống sung huyết, co thắt phổi, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp rất tốt. Bạc hà còn giúp làm sạch son mũi. Ngoài ra cái vấn đề về đường hô hấp thì mình chia sẻ thêm với các bạn về công dụng thêm của cây bạc hà là làm sạch son mũi. Bởi vì trong bạc hà có nhiều cái hợp chất chống viêm, và chúng ta chỉ cần vài giọt tinh dầu bạc hà hoặc là lá bạc hà tươi pha với nước sôi và xông hơi trực tiếp sẽ làm giảm sạch và thông son mũi. Bạc hà còn có tác dụng hỗ trợ điều trị hen suyễn và các chứng dị ứng do nhiễm trùng nấm. Chúng ta khi mà bị căng thẳng thì dùng một ly trà bạc hà vào ban đêm sẽ làm và cho bạn dễ dàng ngủ ngon và sẽ giảm stress.
Cái lá bạc hà này thì chúng ta tránh nhầm lẫn với cái loại rau húng lủi nha các bạn. Rau húng lủi với cái lá bạc hà này nó cũng giống giống á, nhưng mà chúng ta phải phân biệt cho đúng ha. Hai loại này, bạc hà thì nó có mùi thơm mạnh hơn và the mát hơn là lá húng lủi rất là nhiều, do đó các bạn nên lưu ý về cái lá bạc hà này ha. Thứ tư là dùng tỏi để chữa viêm phổi. Đây là bài thuốc dễ thực hiện và có thể hỗ trợ chữa bệnh viêm phổi vô cùng hiệu quả. Bạn hãy lấy một vài nhánh tỏi đem đập dập, sau đó đặt lên trên một miếng khăn xô hoặc là áp vào trong vùng phổi. Để tỏi dán vào vùng phổi trong khoảng 30 phút sẽ có hiệu quả tốt nhất. Và đó là những cái bài thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm phổi rất là hiệu quả. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn về 5 phương pháp hiện đại để điều trị ung thư phổi. Thì nói về cái căn bệnh ung thư thì chắc chắn chúng ta ai cũng biết là mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, và đặc biệt là ung thư phổi. Ở mỗi giai đoạn bệnh thì đều có những cái phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau. Ví dụ như giai đoạn đầu sau khi phát hiện tế bào ung thư phổi thì có thể dùng cái phương pháp phẫu thuật để loại bỏ khối u. Còn ở giai đoạn muộn thì chỉ có thể dùng các biện pháp giảm đau và đồng thời để kéo dài sự sống cho người bệnh. Vì vậy thì giờ mình chia sẻ một số cái biện pháp dưới đây thì chia sẻ với các bạn, đó chính là thứ nhất là dùng phẫu thuật. Thì trong khi ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì được chẩn đoán sớm và trước khi nó đã lan ra ngoài phổi thì phẫu thuật thường có thể chữa được bệnh. Và có 3 phương pháp phẫu thuật cho bệnh ung thư phổi, bao gồm cắt bỏ thân đoạn, cắt thùy, cắt bỏ toàn bộ một phổi. Thì tác dụng phụ thường gặp của phẫu thuật là nhiễm trùng, chảy máu và khó thở, tùy thuộc vào chức năng của phổi trước khi phẫu thuật. Thứ hai là xạ trị. Thì phương pháp xạ trị sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Nó thường được kết hợp với các hóa trị liệu. Tác dụng phụ có thể bao gồm mẩn đỏ, kích ứng da và mệt mỏi. Thứ ba là hóa trị, là một cái biện pháp điều trị toàn thân sử dụng thuốc chống ung thư gây độc tế bào để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc là ngăn chặn chúng phân chia. Thuốc được tiêm trực tiếp vào trong tĩnh mạch đi vào cơ thể qua đường uống. Thứ tư là liệu pháp nhắm mục tiêu. Thứ năm